Trại chó Béc dưới đất Công Phi xin chào mọi người. Thì buổi sáng ngày hôm nay trại chó Béc dưới đất Công Phi sẽ tiến hành quay và giới thiệu đến mọi người một cặp chó Béc dưới đất con. Đó thì hai con này nó được 2 tháng 15 ngày nha mọi người, và nó là hậu duệ của Campo. Đấy, hai bé này cái tiếp lông của nó là lông đờ mi bung. Cân nặng trung bình của hai bé này thì từ 7 cho đến 8 kg một con rồi, rất là nặng và sức khỏe rất là tốt, ăn uống rất là ok rồi. Đó, cái tiếp lông của nó là lông đờ mi bung nha mọi người. Lông đờ mi tương đối dài. Đó, anh chị nào mình đang thích chó con mà lông cái dạng như này á, thì mọi người có thể là xem và tham khảo nhá. Đó, một cặp Béc rất là đẹp. Hai bé này thì nó không có giấy nha mọi người, và cái giá mong muốn cho hai bé này thì nó rơi vào tầm từ 9 triệu nha mọi người. Tí nữa thì mình sẽ quay cụ thể từng con và báo giá cho mọi người chi tiết luôn. Đó, mọi người xem, nếu như mọi người cảm thấy mà chấm mà thích được ấy, thì mọi người vui lòng liên hệ đến Xuân Thoại là 0901 đó 3927 39, mọi người gặp và trao đổi với Công Phi nhé. Đó, hai con này nó rất là lanh lợi và khỏe mạnh nha mọi người. Một cặp thôi, một đực và một cái. Anh chị cô chú nào mình đang có nhu cầu muốn sở hữu một con đực hoặc một con cái thì mọi người có thể là coi hai con này nha. Đó, đực thì mình làm một cặp luôn thì là đúng đẹp bạc luôn nha mọi người. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay con đực trước nha mọi người, và con đực này có giá là 9 triệu nha mọi người. Đó, bé đực rất là đẹp, màu mảng form dáng nó rất là ok, màu đỏ cháy nha mọi người. Đó, tiếp lông là lông đờ mi bung tương đối dài nha mọi người. Đó, nếu như mọi người cảm thấy mà thích con đực này thì mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại của trại, đó là 0901 392739, mọi người gặp và trao đổi cùng Công Phi nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ quay cái nha mọi người. Và đây là con cái này. Con cái này thì cũng có giá là 9 triệu luôn. Mọi người có thể là xem và tham khảo được thì mọi người vui lòng liên hệ gặp Công Phi nhá. Mọi người liên hệ trao đổi và thương lượng với Công Phi sẽ hợp lý nhá. Đó, bé cái rất là đẹp. Hai con này thì nó y chang nhau thôi. Màu màng, form dáng và tất cả mọi thứ thì nó đều tương tự nhau. Đó, xong con cái này thì mình cũng sẽ kết thúc cái video trong buổi sáng ngày hôm nay ở đây. Mọi người vui lòng, nếu như mọi người có bất kỳ những cái thắc mắc nào mà liên quan đến những chú chó Bạch Dế Đức ấy, mọi người có cái nhu cầu thì mọi người cũng có thể liên hệ đến số điện thoại chính là 0901 392739, mọi người gặp và trao đổi với Công Phi. Thì Công Phi sẽ trao đổi cũng như là tư vấn cho mọi người. Và để theo dõi được những cái video mới khi mà trại đưa lên thì mọi người có thể là để ý cái biểu tượng chuông bên góc bên phải màn hình ấy, mọi người tích vào đấy. Thì khi mà chạy có những cái video mới thì nó sẽ thông báo về máy cho mọi người để mọi người có thể xem và cập nhật được. Đó, một bé cái rất là dễ thương, rất là đẹp. Ok, bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người.